học sinh ngồi làm việc với máy tính sai tư thế. Học sinh ngồi làm việc với máy tính đúng tư thế. Làm việc với máy tính đúng cách thức, tư thế, thời gian sẽ mang lại hiệu quả cao trong học tập và bảo vệ sức khỏe của học sinh.